lại cho Văn Phương và cũng như anh Dũng, gia đình được đầy ơn của Chúa, và xin Chúa ban phước cho gia đình này thật nhiều để làm sáng danh Chúa tại cái vùng ở Việt Nam và trên dân của chúng con nữa. Chúng con cảm ơn Chúa. Buổi sáng nay chúng con cầu nguyện xin Chúa ban phước cho mục sư Phan Phước Lào được đầy ơn của Chúa trong lời của Chúa buổi sáng hôm nay. Ông luôn luôn có lời của Chúa trong mỗi buổi sáng và có khi buổi chiều giảng dạy lời của Chúa ở khắp mọi nơi. Ôi Chúa ơi, xin Chúa ban phước trên đầy tớ của Chúa, ông bà mục sư được đầy ơn của Chúa và các con cái trong gia đình hậu tự được đầy phước hạnh của Ngài, để rồi luôn luôn có lời của Chúa cho dân sự của Chúa giảng dạy kỹ lưỡng lời của Đức Chúa Trời, lời hằng sống cho dân sự của Chúa, để cái đó chúng con sống bởi lời của Đức Chúa Trời, sống bởi gươm của Chúa, để rồi chúng con được chiến thắng trên mọi sự. Chúng con cảm ơn Ngài. Ôi xin Thánh Linh hành động trên ô vách của chúng con, hành động trên dân sự của Chúa, để rồi chúng con thấy sự ngọt ngào của Đức Chúa Giêsu Christ trong mọi chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Buổi sáng nay cũng cầu nguyện cho mục sư Tổng sẽ dùng lời Chúa để khích lại dân sự Chúa buổi sáng nay. Con cầu nguyện xin Chúa ban ơn cho mục sư cũng như gia đình được đầy ơn và chức vụ hầu việc Chúa của mục sư ở tại vùng của mục sư được đầy ơn của Chúa. Con cảm ơn Chúa. Xin Chúa này cũng nuôi nấng mục sư trong sự giảng dạy lời Chúa, đi chỗ này đi chỗ kia làm công việc Chúa, hầu việc Ngài, và cũng hợp tác với Ovech chúng con để làm công việc của Chúa chung với nhau trong tình anh em. Con tạ ơn Chúa vô cùng. Xin Chúa ban phước cho tất cả quý tội con của Chúa, để rồi mỗi ngày luôn luôn có ơn để Chúa sẽ dùng người này người kia đứng lên để lo công việc Chúa, vì con thấy rằng Ovech đang mạnh mẽ, Ovech đang đứng lên và Ovech đang được Chúa dùng, và Ovech Thánh Linh Chúa đã dùng Ovech cho tất cả những tôi con Chúa ở đây, mỗi người có một chức vụ, có một cái ơn mà Chúa ban cho. Con thấy Chúa đang làm việc ở trên Ovech của tổng hội của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Con cũng cảm ơn Chúa cho những người cầu nguyện cho chính con và gia đình của con. Con xin cầu nguyện Chúa ban phước lại cho cô Oanh, Chúa ban phước cho tất cả quý tôi con Chúa, những người luôn luôn cầu nguyện cho gia đình của con. Xin Chúa ban phước lại một cách dồi dào. Con tạ ơn Chúa vô cùng. Và xin Chúa cũng ban phước cho tất cả quý tôi con của Chúa buổi sáng nay một buổi sáng thực phước hạnh và trong lành và đầy ơn của Chúa, và sống bởi lời của Đức Chúa Trời buổi sáng nay. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Amen, amen, cảm ơn Chúa. Chào mục Dạ, sư em cảm Lào. ơn anh Văn Thành ạ. Dạ, kính chào mục sư ạ. Mục sư cũng ban Kính phước mục chào sư, Hoàng hôm Lâm. nay thấy sức mới cho mục sư. Chạy, hôm nay chạy tới kìa. Mục sư Lào sẽ chạy. Mục sư. Chào quý tôi con Chúa, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Dạ, bữa nay Sunny ra mặt rồi ha. Còn ca ngợi Chúa nữa mục sư, còn ca ngợi Chúa nữa đó. Tôn vinh Chúa nữa. Cực kỳ can đảm đến sân này bữa nay. Ảnh có cái bài hát gọi là hát cho người hầu việc Chúa gì đây. Dạ, ảnh hát rồi. Ủa hát rồi hả? Dạ, sáng vô ông hát trước rồi, cũng người hy sinh mà. Hy sinh cho Chúa. Cũng nên tí nữa hát lại mà. Người hầu việc Chúa rất hay. Chút xíu hát lại có Bích cùng đồng hành nữa. Good. Bây giờ bà đang làm Mathê chứ làm Mary. Ông làm Mary hả? Không, tôi không làm Mary, ông tôi chưa đổi. Tôi rất là nè, ông hiểu ý tôi rồi đó. Riết rồi cũng quen ha. Riết rồi cũng quen rồi đó. Cái máy này không? Trang tư vững. Anh Tiến An khỏe ha. Anh bị ồn quá, dạ, anh bị ao à. Dạ, anh cứ trang gì. Anh lo, anh mưu rồi. Mục sư nói anh cứ mình đang lần đầu đây tiên mọi lần người. Đầu tiên thấy mục sư ăn sáng ấy nha. Cũng ăn thường xuyên chứ tại anh không thấy. Em nhìn thấy mấy lần rồi mà, em nhìn thấy mấy lần. Chắc là bình thường mà. Chắc lúc trước là tôi chạy xe rồi kia nó không thấy ổng. Lâu lâu mới thấy một lần. Dạ. Anh Tâm ơi,
Con bữa nay sao rồi anh Tâm? Alo một chân. Dạ, sao người con của anh bữa nay đỡ chưa? À, cũng tốt rồi mục sư. Dạ, cảm ơn Chúa. Dạ, cảm ơn tất cả bà con đối với cầu nguyện. Cũng ok, tạm được rồi. Dạ. Chỉ về lại bên Michigan chưa? Dạ, bà sáng về mấy bữa nay rồi? Dạ, 2 ngày. Về 2 ngày rồi hả? Dạ, 2 ngày. Rồi à, chỉ về rồi thấy cuộc sống sao? Thì cũng ok. Bà con ở dưới đó thì ngủ gì dưới đó quá thế, bà con nhóm À. quét đâu À. Rủ về dưới dưới đó ông Mục Sư Lâm ông nhớ trên này sao? đi. Đâu có anh đâu có đi chị. Ở đây chú ở đây mấy chục năm rồi, ở đây coi chứ đầu tiên đến đây tính tính 1 năm thôi. Và 1 năm thì mấy tháng đầu đâu có hội thánh, rồi sau này có hội thánh là ở luôn tới bây giờ luôn, năm 92 tới giờ luôn. Và lúc bà già về với chú cũng dự trù đi, rồi cuối cùng cũng không có đi là thôi ở đây. Bà con hội thánh với mục sư, bà mục sư này nó ở đây với nhau. Cảm ơn Chúa. Này tôi cho sức khỏe bình yên ha. Dạ, tất cả đều tốt hết. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Bữa nay cô Văn Phương khỏe lại rồi ha. Dạ, cảm tạ ơn Chúa. Cảm ơn Sư Lao và mọi người cầu nguyện cho em ạ. Em được Chúa bổ sức và tài tử. Hôm bữa trước em có hỗ trợ một đồng nghiệp tới 10 giờ rưỡi khuya. Nên hôm sau em bị đuối, em bệnh, em nằm. Anh Dũng giờ cũng khỏe lại ạ. Cảm ơn mọi người cầu nguyện cho ạ. Ảnh sốt và chịu giờ nằm. Nãy mấy anh chị em cầu nguyện cho kêu ngồi dậy để học bài. Hôm qua thêm xin lạc dễ hay quá. Đúng theo. Chào Cô. sư, tất Dạ. cả mọi người Vô thêm là sức cảm cho ơn nha. những chuyện đó cầu nguyện cho em. Chú ban phước cho. Sao vậy? Cảm ơn mọi người. Anh Dũng Ngô, anh chị khỏe không? Cảm ơn một sư khỏe một sư điện thoại mở miêu rồi cho nó lọc mọi sự bình an khỏe vui. Cảm ơn Chúa. Công việc sao? Công việc khoảng ngày nào cũng may trời, bình thường một sư may trời nhiều hơn bình thường. Hồi đó ngày ngày 5 cái trại, bây giờ mỗi ngày một ngày may tới 10 cái trại. Ít người thì may trại của mình phải chịu khó. Kệ chịu khó đi để nhà bang nó khó chịu. Đúng rồi, bởi vậy mình phải làm vậy chứ. OVET đang cần những người vậy mà, đang cần mình phải làm việc khó, mình phải chịu khó. OVET khó chịu thì mình chịu khó không. Ô OVET dễ thương mình phải chịu khó không vác sao. cũng khó cũng dễ thương mà đâu có khó chịu gì Dạ đâu. thì nói chuyện chơi nhớ, nói chuyện này nói chuyện ý nghĩa như trong mặt kép vậy chứ. Nhưng mà ông dễ thương mình phải chịu khó. Còn còn những người lớn tuổi bữa nay không thấy bà cụ An ha. Thì một sư mà cô ăn phan cái máy hư rồi một sư. À Nhớ dạ. hôm qua thì tới buổi thì ra ca nhà Chúa hát to lớn quá, cái máy nó Bẻ thì nó bể nó tắt luôn. hát lên tiếng qua bẻ máy. Có Dạy vụ đó này mà ha. có hôm giờ cái máy của bạn muốn đòi tiền lâu rồi mà không chịu chịu thay,
nóng máy, gọi một tiếng máy cái nóng máy. Cái À. tôi thay đi, cái đó cũ quá rồi, thay đi. Lấy bích không tặng tặng. Dạ. Hết hết tên Ai này nó mà chuyên nghiệp này để một sư nào dạ ô vét khó chịu là khó chịu ấy đó, một sư thì khó chịu là chịu những cái hoàn cảnh khó khăn đó, đang chịu những hoàn cảnh khó khăn nhưng mà là khó chịu là khó tính, cho nên mình phải chịu khó. Mình chạy chữ mà khó chịu, đang đang chịu những hoàn cảnh khó khăn nhưng mình phải chịu khó vậy đó, chứ không phải là khó chịu là gì là ghét đâu. À, cảm ơn Chúa. Ông bà ông sư năm vẫn khỏe không? Mục sư hỏi mục sư Nguyễn Văn Năm hả? Dạ. Dạ, ông bà vẫn khỏe, con trai của ông bà Nguyễn Hoàng Phi chở con trai lớn xuống học dưới nhà ở lại tôi, nhà tôi đêm vào tối. Dạ. Cháu nội cháu đến tôn rộng á, À, mai trước mà tới đang ở đó hả? ở lại nhà. Ở tạm một vài tuần để trước khi trường học mà nó cái ly nó qua tháng 9 nó mới mới vô được á, À. vậy cho nên ở tạm nhà tôi tháng 9 là sẽ vô trong trường. Cảm chứ ông bà vẫn khỏe mà ông hứa với tôi thành tới ông đi học đông mà tôi mời tôi nài hoài nó đi ông sợ nữa đâu ơi. Giờ còn gì Sợ nữa sợ mà xin đi không sợ. dám đi, còn gì nữa đâu mà sợ, còn gì nữa mà mất. Cảm ơn Chúa. Thầy Y Vũ, Chúa cho bình yên ha. Cảm ơn sư. Rồi công việc bình yên ha. Đây cũng khu vực em cũng có chuyện gì làm về hết mùa mía. Hết hết mùa mía rồi hả? Giờ tới mùa gì? Không có gì làm, có người ra Đồng Nai làm, có người thì lên rừng. Không có gì làm thì bây giờ là mùa này mùa ở không. Làm Cho biếng. nghỉ, chưa cho nghỉ. Kệ. Cầu nguyện thì Chúa hướng dẫn cho nếu mà không có gì làm thì tập trung và lo công việc Chúa. Kẹt lắm thì ra vườn bắt cá bắt cua. Chừng như Đây chỗ tụi em bắt cá cua cũng khó bắt lắm, vì thứ nhất nước nó khô ấy, rồi nước nó khô người ta xả rác theo suối nó vô rồi mùa này mùa khô ha. Rồi Chúa thêm ơn thêm sức cho ở cái vùng Phú Yên ha, vừa phú mà vừa yên nữa mà sao không có công việc mà. Phú là giàu có, yên là yên bình, giàu có và yên bình mà sao nó ngược lại vậy mày? Nhưng mà mấy năm trước thì người ta không dùng thuốc đồ thì làm như mùa này hết chặt mía thì người ta mướn làm cỏ mía đồ này nọ, thì bây giờ thì người ta dùng thuốc hết, cỏ đồ người ta cũng phun bằng, có người phun bằng máy, có người mướn phun đó, ăn bình đó. Nên nó nhanh, công việc nó nhanh hơn. Rồi cảm ơn quý vị, cảm ơn thầy Y Vũ. Bà ông bà cụ sao? Ông bà cụ mấy nay sức khỏe làm sao? Dạ mẹ thì bớt rồi, về nhà rồi, còn ông ba chưa?
Rồi, cảm ơn quý vị nhớ nhau trong sự cầu nguyện, hỏi thăm thông tin chút chỗ này chỗ kia để tất cả quý tử con Chúa nhớ nhau và để ý đến nhau, rồi cầu thay cho nhau. Ngày hôm nay quý nhớ cầu nguyện đặc biệt cho để trưa nay nhóm lại ở tại Sacramento. Cô Kimberly có chia sẻ thêm chút thông tin tin tức gì không cô? Cần thêm cái gì chuẩn bị tới đâu rồi mọi sự sẵn sàng hay là còn điều gì nữa cần cầu thay điều gì? Cô Kimberly có thể cho biết chút được không? Hay là ai ở trong Bắc nè, cô mời cô. Dạ thì mọi sự gần như là tạm ổn hết rồi mục sư. Dạ thì sáng nay thì Kim Ly sẽ đến nhà cô Lan sớm, 8 giờ là Kim Ly có mặt ở đó rồi. Để làm được thêm cái gì cứ làm. Ngày hôm qua thì mục sư ở đó cũng cả buổi rồi. Rồi thì nói chung là mọi sự đã có sự chuẩn bị. Còn những cái gì mà chi tiết thêm á thì sáng nay thì mọi người sẽ đến đó làm thêm. Nói chung thì cái tinh thần để mà chuẩn bị thì rất là nóng cháy và rất là cao điểm. Cái bàn mà ngày hôm qua tôi để ở trong cái góc đó, mình xếp cái bàn ngay cái góc đó nha cô. Cái bàn và để chút nữa Kim Ly nhắc là Tôi để ngay cái góc sẵn đó, chỉ để cái trải cái khăn lên rồi rồi đem cái stand qua để sau cái bàn đó là được. Còn mình nhóm ở trong nên mình để hết mấy ghế nhỏ nhỏ ngày hôm qua tôi chở lên đó. Để hết mấy cái nhỏ nhỏ đó ở trong để cho nó gọn. Rồi cái chỗ cái bàn ăn đó thì quay cái ghế, thay vì đang quay cái ghế kiểu kiểu dập vô tường thì quay cái ghế hướng lên trên ngồi, ngồi hướng lên trên luôn để cho nó gọn chỗ đó. Cảm ơn cô Kim nhiều. Chúa ban phước Mục cho sư quý khỏe vị. nha mục sư. Mục sư làm việc nhiều quá nha mục sư. Ráng giữ sức khỏe nha mục sư. Vì việc cầu nguyện sống bằng sự cầu nguyện mà mình Và lúc mà mục sư lái xe về San Jose từ Tracy rồi đi Sacramento về San Giê Lan nó gọi cho Kim Ly đang nó nói thương mục sư quá. Là sẵn nó nói mục sư như vậy mới đúng là mục sư đó, nóng cháy luôn. Hết lòng luôn. thôi mình hết lo công việc. Mà Kim Ly thì nói hoài à, Kim Ly nói mục sư ráng đừng như Epaphroditus Thì cuối cùng thì cũng về với Chúa như Epaphroditus thôi. Mà quý vị cầu nguyện đó, quý vị thấy không, dân sự Chúa cầu nguyện cái ông được chữa lành và ông ông tiếp tục hầu việc Chúa đó. Cảm ơn quý vị quan tâm cầu nguyện, Chúa thêm sức cho tất cả chúng ta lo công việc của Chúa. Bây giờ mình trở lại lời của Chúa ở trong Mác đoạn 50 đoạn 6 câu 51. Nhờ một vị nào giúp giùm đọc lại câu kinh thánh này rồi mình một vị nào giúp giùm tôi đọc câu kinh thánh này được không? Tôi xin đọc Đọc một xin. không? Thôi. Đi giữ đọc đi. Ngài bèn bước lên thuyền với môn đồ thì gió lặng, môn đồ càng lấy làm lạ hơn nữa. Ngày hôm qua mình hôm trước mình học về cái việc mà Chúa bước vào thuyền. Ngày hôm qua mình học về gió lặng đi. Và đang học giữa chừng thì mình không còn gì giờ nữa. Cầu nguyện giờ này xin Chúa cho chúng ta đủ thì giờ tiếp tục để đi qua cái phần còn lại. Đang nghiên cứu, đang học với nhau ở chỗ gió lặng đi. Một lần nữa chúng ta nhắc lại một chút, đó là cơn gió nó dừng lại ngay lập tức khi Chúa Giêsu bước vào thuyền.
cho thấy quyền năng tuyệt đối của Chúa ở trên tất cả mọi khía cạnh. Đây là điều mà dạy chúng ta không có cái gì mà khó quá cho Chúa. Đây là chỗ mà chúng ta cầu nguyện xin Chúa cho mình thấy được rằng là không có cái gì mà nằm ngoài sự kiểm soát của Chúa cả. Cho nên chúng ta tạ ơn Chúa, Ngài luôn kiểm soát mọi khía cạnh của đời sống của chúng ta. Vì vậy, trong từng cái lĩnh vực, chúng ta nhớ ngày hôm qua mình nhắc nhau, trong từng cái lĩnh vực, chúng ta cầu nguyện xin Chúa can thiệp vào từng lĩnh vực và để Chúa dự phần vào, để Chúa nhập cuộc vào, cái chữ vào thuyền đó, nhập cuộc vào. Nhập vào cái công việc đó, hay là bước vào, tham dự vào cái công việc đó, để chúng ta thấy rằng mọi sự, kể cả những hoàn cảnh dù khó khăn cách mấy đi nữa, thì nó cũng nằm ở trong tầm kiểm soát của mình. Cho nên cầu xin Chúa cho mình vững vàng ở chỗ đó. Vấn đề tôi đặt ra là làm thế nào để chúng ta học được cái cách tin cậy vào quyền năng của Chúa thay vì dựa vào sức lực riêng của mình. Ở trong một cái khía cạnh nào đó, chúng ta rất dễ sử dụng sức lực riêng của mình. Ngay kể cả lúc chúng ta tin cậy Chúa, kể cả lúc chúng ta vâng lời Chúa, mà chúng ta vẫn sử dụng sức lực riêng của mình để thực hiện cái công việc, cái sự vâng lời này. Vì vậy cũng rất dễ chúng ta rơi vào chỗ đó. Cho nên không biết làm thế nào để chúng ta tin cậy, học cái cách để tin cậy Chúa, để mình không dựa vào năng lực của mình trong những hoàn cảnh này, trong những hoàn cảnh kia, trong những công việc nọ. Quý vị có thấy rằng lúc nào ở trong đời sống của mình, hay làm cách nào để mình có thể biết được cái cách thế nào để mình tin cậy vào quyền năng của Chúa? Cho nên đây là vấn đề chúng ta đặt ra để suy gẫm một chút. Một vị nào giúp giùm tôi trong Colossae đoạn 3 câu 23 để mình thấy làm thế nào để mình học cái cách, mình tập cái cách tin cậy vào quyền năng của Chúa liên tục. Colossae đoạn 3 câu 23. Tôi xin đọc sư. Yeah. Vì ai ăn ở bất nghĩa sẽ lại chịu lấy sự bất nghĩa của mình, không tay vì ai hết. Yeah, đoạn 3 câu 23 thưa cô. Colossae 23. Hãy làm việc gì hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta. Yeah, cảm ơn cô. Hãy làm việc gì? Hết sức làm. Yeah. Làm hết lòng. Đừng có làm cái kiểu mà trật trật. Cái người mà làm trật trật thì luôn luôn là cái người đó complain, luôn luôn than phiền. Cái người mà hết lòng, họ không than phiền, họ không than ai hết trơn. Nhưng mà cái người mà làm cái kiểu mà làm cho có đó, luôn luôn than phiền. Cho nên cầu nguyện xin Chúa cho mình là phải làm việc gì hết lòng mà làm, như làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta. Làm cho người ta là cứ than phiền, mà làm cho Chúa thì không than phiền. Mà làm cho Chúa mà làm hết lòng thì không có gì than. Mà Kinh Thánh nói là phàm làm việc gì hay là hễ làm việc gì, chứ là làm bằng bản lĩnh. Chứ không phải là làm một vài cái điều gì đó mà thôi, mà bất cứ làm việc gì như làm cho Chúa, hết lòng mà làm cho Chúa. Chứ không phải tôi làm vì chức vụ, tôi làm vì vì người này, tôi làm vì công việc, tôi làm vì trách nhiệm, tôi làm vì, thậm chí đừng nói là tôi vì yêu mến Chúa mà tôi làm. Nghĩ rằng là tại vì yêu mến Chúa mà tôi làm, thưa không.
mình chưa chắc gì mình yêu mến Chúa làm sao, mình biết mình yêu mến Chúa thế nào. Cho nên trong tất cả mọi sự cứ lấy đức tin, làm hết lòng, vì đây là công việc của nhà Chúa. Hết lòng mà làm, như làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta. Và khi chúng ta tập tành cái cách để mình làm trong tất cả mọi việc, mình làm hết lòng. Khiêng cái bàn cũng làm hết lòng, bưng cái ghế cũng làm hết lòng, đi thăm viếng cũng thăm viếng hết lòng. Chứ đừng có đi thăm viếng vô ngồi đó, ngồi chưa kịp nóng đít gì hết là bắt đầu nhìn đồng hồ, nhìn tới nhìn lui. Làm cái gì cũng hết lòng. Rồi đi thăm viếng cũng hết lòng. Soạn kinh thánh cũng hết lòng, dạy kinh thánh cũng hết lòng, giảng lời của Chúa cũng hết lòng, cầu nguyện cũng hết lòng, học kinh thánh cũng hết lòng. Cái người làm không hết lòng đó, chuyện thời gian là mọi sự nó bày tỏ ra. Cho nên cầu nguyện xin Chúa cho mình cái người mà hết lòng, khi mình tập tành cái nếp sống hay là cái sự, cái sinh hoạt của mình, cái gì cũng hết lòng đó, thì đó là lúc chúng ta đang tập tành học nhờ cậy vào quyền năng của Chúa thay vì dựa vào sức của mình. Làm cái này hết lòng vì Chúa, làm cái này hết lòng bởi vì cái này Chúa kêu mình làm. Thì khi mình nhờ cậy, mình nhìn thấy trong tất cả mình việc mình làm cho Chúa đó, chứ không phải làm vì cái này, làm vì người kia, làm vì cái nọ, làm cho người này, làm cho người kia, thì tự nhiên mình mỗi hằng ngày mình tập tành như vậy, sẽ đến một lúc mình sẽ hướng hết tất cả những gì tâm huyết của mình vào cái chỗ mình làm, mình sống, mình phục vụ, tin cậy vào quyền năng của Chúa thay vì dựa vào sức lực của mình. Dựa vào sức lực của mình mệt lắm. Dựa vào sức lực của mình than hoài à. Cái này mệt quá. Sao không ai làm, con mình tôi làm hoài. Rồi cái không ai làm, cái mình làm, cái đang làm cái giữa chừng, kêu cái ông đó ôm đồm, cái bà đó cái gì bà cũng đòi, bà dành làm hết. Mà lúc kêu gọi làm thì không ai chịu làm. Rồi cái người ta làm hết, cái đổi người ta đổ cho người ta là ôm đồm hết mọi chuyện. Lạ vậy đó. Cho nên ở trong cái sinh hoạt của đức tin của mình, tập tành cái cách làm việc, tin cậy vào quyền năng của Chúa và làm công việc bởi quyền năng của Ngài. Bởi vì sao? Bởi vì Chúa có cái quyền tuyệt đối ở trên tất cả mọi lĩnh vực. Bởi vì Chúa có cái quyền can thiệp vào mọi lĩnh vực ở trong đời sống của mình. Cho nên nhờ ơn Chúa để mình tập tành cái cách này, học lời của Chúa và đầu phục Chúa, để chúng ta trong mọi tình huống, khi chúng ta đối mặt với mọi tình huống khó khăn, thay vì hoảng sợ, thay vì tìm kiếm vào cái cách của mình, thì bắt đầu tìm kiếm Chúa ở trong sự cầu nguyện. Và tại chỗ đó chúng ta trở nên cái người mà mời Chúa bước vào con thuyền của mình, mời Chúa bước vào những lĩnh vực này, mời Chúa tể trị những lĩnh vực này ở trong cuộc đời của mình. Mỗi một ngày mình khám phá ra mình cần Chúa trong lĩnh vực này, mỗi ngày mình khám phá ra mình cần Chúa trong lĩnh vực kia. Nhất là cái những lĩnh vực mà mình chuyên môn đó, rất dễ mình sử dụng sức riêng của mình để mình làm việc đó. Cho nên cầu xin Chúa cho mình
nhờ đầy ơn của Chúa để cứ mỗi một ngày như vậy, chúng ta mời Chúa dự phần can thiệp vào hết lãnh vực này tới lãnh vực khác ở trong đời sống của mình. Thưa quý vị, một cái câu kinh thánh mà ai trong chúng ta cũng nhớ đó là Matthew 26 câu 41. Matthew câu đoạn 26 câu 41, lời Chúa dạy rằng hãy tỉnh thức và cầu nguyện để các ngươi khỏi xa vào trước cám dỗ. Cám dỗ. Tâm thần thì muốn lắm nhưng xác thịt thì mạnh mẽ. Hay không? Xác thịt thì yếu đuối. Mình muốn vâng lời Chúa lắm nhưng xác thịt của mình yếu đuối lắm. Mình muốn nhờ cậy Chúa lắm nhưng xác thịt mình yếu đuối lắm. Cho nên lúc mà mọi sự hanh thông thì thôi, nó không sao. Nhưng mà cái lúc mà nó không đi theo ý mình nữa đó, là xác thịt của mình. Thật ra đó, thật ra cái chỗ này, tôi thấy nó nhiều khi nó đôi khi nó ngược lại. Mình nói xác thịt mình yếu đuối, nhưng mà thật ra xác thịt mình nó mạnh dữ lắm. Đụng vô là nó dậy sóng lên liền à. Tôi ước ao rằng xác thịt mình nó yếu đuối bớt đi cho nó khỏe. Nhưng mà cái yếu đuối ở trong cái chỗ này nó không phải là yếu đuối cái chỗ này nó, cái chữ này nó vừa yếu đuối mà nó vừa mạnh mẽ nha. Mình phải hiểu cái chỗ này chút. Cái yếu đuối này đó nó có nghĩa rằng dễ bị cám dỗ. Nhưng thật ra nó không, cái yếu xác thịt mà nó yếu đuối là nó bị cái hướng bị cám dỗ, nhưng nó lại rất mạnh mẽ trong cái bản chất của nó. Khi xác thịt mà bị cám dỗ rồi đó thì nó rất là dữ tợn, nó rất là mạnh. Nó mạnh cho đến nỗi lời Chúa cũng không ăn thua gì với xác thịt hết. Khi xác thịt mình nó gọi là nó nổi dậy rồi đó, cái đó nó gọi là yếu đuối ở trong cám dỗ, nhưng đối với bản chất của xác thịt thì lúc đó nó là mạnh nhất. Nó mạnh hơn cả lời của Chúa nữa. Cho nên khi xác thịt của mình mà nó nổi dậy rồi đó thì nó mạnh kinh hoàng lắm. Thứ gì nó cũng đánh được hết, thứ gì nó cũng đánh sập được hết. Chứ đừng nói là xác thịt yếu đuối có nghĩa là nó yếu quá nó không làm được gì, không. Yếu đuối có nghĩa rằng là nó dễ bị tác động bởi cám dỗ. Mà khi cám dỗ mà tác động vô xác thịt rồi là xác thịt nó mạnh kinh. Xác thịt của mình nó mạnh dữ lắm. Bởi vậy cho nên lời Chúa dạy bao nhiêu lần mà mình vẫn không nghe là mình vẫn không nghe. Mình vẫn không chịu vâng theo là mình vẫn không chịu vâng theo. Lời Chúa nói đó, hồi tối hôm qua mình có học với nhau rồi đó. Khi mà xác thịt nó đụng vô rồi, lời Chúa nói chẳng ăn thua gì hết trơn. Mình lấy cái chuyện đơn giản thôi. Lời Chúa dạy là chớ thầy lay chuyện của người khác. Ai cũng biết cái đó. Có cái lời dạy đó là cái lời dạy mà rõ ràng nhất, mà dễ dàng nhất. Mà khi đụng vô rồi xác thịt nó vẫn mạnh hơn. Nó vẫn mạnh hơn, nó bỏ lời Chúa qua bên, nó vẫn thầy lay chuyện người khác. Cái xác thịt mình nói yếu đuối vậy chứ thật ra nó mạnh kinh lắm. Ở trong cái hướng ngược lại đó. Nó yếu đuối trước cám dỗ, nhưng mà nó lại không yếu đuối trước lời của Chúa. Tôi ước ao là nó yếu đuối trước lời của Chúa, để cho nó quy phục hay là nó bị bắt phục bởi lời của Chúa. Nhưng mà xác thịt mình hầu hết không yếu đuối đâu. Nó kinh lắm.
không những một mình thầy lay chuyện người khác, còn rủ ba bốn người vô để thầy lay nữa. Thầy lay chuyện của người này tới chuyện của người kia, nói xấu hết người này, bêu rêu tới người kia. Thậm chí tôi có ly dị vợ tôi đâu, mà cũng đem ra nó kêu là tôi ly dị vợ tôi rồi. Nên mình cầu cầu nguyện xin Chúa thương những cái chuyện tào lao. Khi xác thịt nó lên rồi là thôi cỡ nào cũng nói được hết trơn. Cho nên lời Chúa nói gì, hãy tỉnh thức và cầu nguyện. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để khỏi xa vào cái trước cám dỗ đó. Mà khi xa vào cái trước cám dỗ đó thì cái xác thịt của mình nó ghê lắm. Nó đi ngược lại tất cả những gì Chúa muốn mình sống. Đi ngược lại hết. Vì vậy, để có thể kinh nghiệm được gió lặng đi, kinh nghiệm được tất cả những cái gì nó đi ngược, nó chống chọi lại với đời sống của mình, nó tra tấn đời sống của mình, để kinh nghiệm tất cả những điều đó nó dịu xuống, nó lặng đi, thì mời Chúa bước vào cuộc đời của mình, tập thành một cái nếp sống tin cậy vào quyền năng của Chúa thay vì sử dụng cái khả năng của mình, sức lực của mình. Khi sử dụng năng lực của mình là mình than phiền, mình trách móc, mình lên án, mình thầy lay, mình ganh ghét, mình thù là người lành, mình phản bạn, mình bè đảng, mình phao vu, mình vu cáo người này, mình vu cáo người kia, mình lên án người nọ. Và khi mình dựa vào sức lực của mình, luôn luôn là vậy. Nhưng khi mình làm bất cứ một việc gì cũng vì, cũng làm hết lòng mà cho Chúa chứ không phải làm cho người ta. Khi mình hết lòng cho người ta, mai mốt mình kể công. Khi mình làm hết lòng cho ai đó, mai mốt mình chắc chắn mình sẽ kể công. Nhưng mình hết lòng cho Chúa, mình không kể công với ai cả. Cầu xin Chúa thương xót chúng ta ở chỗ này, để chúng ta thấy, chúng ta biết, nhờ cậy Chúa, tìm cầu Chúa, tỉnh thức luôn trong sự cầu nguyện, để không rơi vào cái cám dỗ này. Khi cái cám dỗ này, thì xác thịt của chúng ta, nó sẽ đẩy chúng ta đi xa hơn, và đẩy chúng ta đi ra khỏi cái tầm kiểm soát của Chúa. Mà bước ra khỏi tầm kiểm soát của Chúa thì chúng ta tự kiểm soát cuộc đời của mình, tự kiểm soát hoàn cảnh của mình, tự kiểm soát cái nan đề của mình, tự kiểm soát gánh nặng của mình, thì chúng ta sẽ thấy xác thịt của chúng ta nó nổi loạn lên hồi nào mình không hay. Mà khi nó nổi loạn lên rồi, xác thịt nó nổi loạn lên rồi, thì tôi thấy cuộc đời của mình nó thê thảm lắm. Nó rất thê thảm. Có thể mình chưa thấy bây giờ, nhãn tiền thì chưa thấy đâu, về lâu về dài chúng ta sẽ thấy. Lúc đó ăn năn, đôi khi có những người ăn năn không kịp, không kịp để sửa lại. Có những người vì những để những cái xác thịt như vậy đó mà cả một đời không sửa lại được gia đình của mình, tiếp tục sống trong sự đau buồn đó, sống trong cái nuối tiếc đó. Nên xin Chúa nâng đỡ chúng ta nhạy bén điều đó. Cái cụm từ thứ ba đó là gì? Khi Chúa Giêsu bước vào thuyền và thuyền gió lặng đi thì các môn đồ làm sao? Vui mừng lắm. Lấy làm lạ phải không? Ngạc nhiên phải không? Ngạc nhiên. Kỳ quá. Cái chữ mà vô cùng ngạc nhiên hay là rất, lấy làm ngạc nhiên, lấy làm rất, lấy làm lạ chỗ này đó. Ở trong cái nguyên ngữ của nó, nó nói đến, nó diễn tả đến một cái tình trạng hoảng hốt,
đến nỗi mà nó mất, giống như là nó bị mất trí đi, mất cái trí nhớ đi, mình không còn biết mình là ai nữa, mình không biết chuyện gì xảy ra nữa, mình không biết chuyện gì vừa xảy ra, giống như là bị mất trí đi. Quý vị không biết có cái kinh nghiệm bị mất trí chưa? Có nghe câu chuyện về trí khôn bị mất không? Câu chuyện ngụ ngôn trí khôn bị mất. Cái chỗ cái chữ vô cùng kinh ngạc này đó, nó diễn tả một cái tình trạng các môn đồ dường như bị mất trí, không biết chuyện gì đang xảy ra. Đây là một cái tình trạng mà nó ngạc nhiên sâu sắc. Điều này nó thường xảy ra ở trong những cái trường hợp mà nó vượt quá cái sự hiểu biết hoặc là cái sự trông đợi của mình. Nhưng sự kinh ngạc của các môn đồ cho chúng ta thấy một điều là gì? Dầu môn đồ có chứng kiến nhiều phép lạ, kể cả họ đã đuổi quỷ, kể cả họ làm phép lạ được, kể cả họ chứng kiến rất nhiều thứ, rất nhiều lần mà Chúa đã thực hiện cho họ, nhưng họ vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết cái quyền năng và cái bản chất thiên thượng của Đức Chúa Giêsu Christ. Vẫn chưa hiểu hết được cái bản chất thiên thượng của Chúa Giêsu Christ là sao. Cho nên chúng ta học cái bài học, chúng ta nhìn nhận được cái quyền năng của Chúa trong cuộc đời của mình. Chúng ta phải nhìn nhận cái quyền năng của Chúa trong cuộc đời của mình liên tục mới được. Sự ngạc nhiên của các môn đồ nhắc nhở chúng ta rằng quyền năng của Chúa Giêsu thường vượt quá sự hiểu biết của mình. Và nó vượt quá cái sự mong đợi của mình. Mong đợi của mình là Chúa phải làm vậy nè. Cái sự hiểu biết của mình là Chúa phải làm trong cách này nè. Nhưng thưa không, quyền năng của Chúa nó vượt lên cái sự hiểu biết của mình. Quyền năng của Chúa nó vượt lên cái sự trông đợi của mình. Đôi khi mình bị ung thư, mình chỉ trông đợi rằng Chúa chữa bệnh ung thư. Đó là cái việc mà khi Chúa chữa bệnh ung thư, mình cho đó là việc quyền năng của Chúa. Nhưng mình trông đợi Chúa chữa cái bệnh ung thư mà Chúa không chữa bệnh ung thư, thì mình đo đó không phải là quyền năng của Chúa. Chúa không có quyền năng. Cho nên mình cái quyền năng của Chúa nó vượt lên cái sự hiểu biết của mình, nó vượt lên cái sự mong đợi của mình, nó vượt trội hơn cái đó, bởi vì nó là vô hạn. Quyền năng của Chúa có thể lấy đi cuộc đời của mình, quyền năng của Chúa có thể chữa lành cho cuộc đời của mình, quyền năng của Chúa có thể làm tất cả những chuyện, nó vượt ra khỏi sự hiểu biết và sự mong đợi của chúng ta. Cái khổ của chúng ta hiện bây giờ đó là gì? Chúng ta luôn luôn nghĩ rằng quyền năng của Chúa là làm đúng theo y như điều mình hiểu biết. Làm đúng y theo điều của mình trong đời. Những ông tư vững, ông cái việc của mình hiểu biết là gì? Chúa sẽ làm cho ông trở nên không phải tư vững mà và ngũ, nhưng mà là ngũ vững, lục vững, thất vững, bát lửng gì đó, nhiều vững nữa, chứ không phải chỉ có tư vững mà thôi. Nhưng mà nếu Chúa không làm cho nhiều vững nữa thì nó vượt qua cái sự hiểu biết của mình, nó vượt qua cái sự trông đợi của mình, nó nằm ngoài cái sự trông đợi của mình, thì đôi khi mình cho đó không phải là quyền phép của Chúa, không phải là công việc của Chúa. Cho nên khi mình rất dễ giới hạn cái quyền năng của Chúa ở trong cái tầm suy nghĩ của mình, trong cái tầm nhìn của mình, mà mình giới hạn chỗ đó mà thôi. Cái gì mà nó không đúng với cái tầm nhìn của mình nữa thì mình cho đó không phải là quyền năng của Chúa. Cho nên ở tại chỗ này, chúng ta cầu nguyện xin Chúa thương chúng ta ở trong cuộc sống của chúng ta hàng ngày, để chúng ta thấy rằng quyền năng của Chúa hàng ngày ở trong cuộc đời của chúng ta, nó không phải như cách chúng ta hiểu hoặc là như cách chúng ta trông đợi. Có những chuyện nó nằm ngoài cái điều đó, cũng phải nhận diện ra quyền năng của Chúa.
ở trên đời sống của mình. Khi sóng gió nó yên lặng thì sao? Thì đó là điều mình trông đợi. Nhưng mà nếu mình không trông đợi thì sao? Mình trông đợi cái khác hơn thì sao? Thì nó vẫn là quyền năng của Chúa, trong cách của Chúa. Cho nên cầu nguyện xin Chúa cho mình lúc nào cũng nhìn thấy sự vĩ đại của Chúa, kể cả nó đi ngược lại ý muốn của mình. Lúc nào mình cũng thấy được công việc lớn lao của Chúa, mặc dầu nó đi ngược lại ý muốn của mình, sự trông đợi của mình, nó vượt qua sự hiểu biết của mình. Nên một lần nữa tôi đặt ra một vấn đề là có khi nào quý vị ngạc nhiên trước quyền năng của Chúa trong đời sống của mình không? Có khi nào ngạc nhiên không? Thường thì mình ít khi đi đến cái chỗ này. Một á, là mình trách. Tại sao chưa ông làm? Hai á, là mình nhảy tưng tưng, mình vui mừng là bởi vì Chúa làm theo ý của mình. Cho nên hai cách đó, thường là mình rớt vào chỗ đó. Mà cái chỗ mà mình ngạc nhiên vì công việc của Chúa làm nó quá sự diệu kỳ, nó đến nỗi mà mình không thể ngờ ra được, mình cần có những khoảng thời gian như vậy. Cầu nguyện xin Chúa cho mình đầu phục Chúa đủ, để trong tất cả mọi cái, dẫu nó có vượt qua khỏi sự hiểu biết của mình hay là sự trông đợi của mình, thì mình vẫn biết rằng đó là quyền năng của Chúa. Đừng trông đợi Chúa làm theo cách của mình. Ê-phê-sô đoạn 1 câu 11 dạy chúng ta là gì? Vả Đức Chúa Trời là đấng làm trọn mọi sự theo ý muốn của Ngài trong vòng các con cái loài người. Nhớ nghe, Ê-phê-sô đoạn 11, đoạn 1 câu 11. Vả Đức Chúa Trời là đấng làm trọn mọi sự theo ý muốn của Ngài trong vòng các con cái loài người. Chứ không phải Ngài làm trọn theo ý muốn của mình, nhưng Ngài làm trọn theo ý muốn của Ngài trong vòng chúng ta. Cho nên học cái cách để đầu phục và nhận biết được quyền năng của Chúa. Nếu chúng ta không nhận biết được quyền năng của Chúa thì mình sẽ, cái sự vô hạn đó thì mình sẽ trông đợi trong cái chỗ của mình mà thôi. Cho nên khi các môn đồ chứng kiến, các môn đồ đã từng chứng kiến nhiều phép lạ và rất ngạc nhiên trước quyền, nhưng vẫn ngạc nhiên trước quyền năng của Chúa ở tại đây. Điều này cho chúng ta thấy rằng đức tin của chúng ta cần phải được phát triển liên tục qua những trải nghiệm trong lời của Chúa và với Chúa. Chúng ta nhớ, đức tin của mình không thể dừng lại một chỗ. Ngày hôm nay mình tin Chúa như đây, ngày mai nó phải hơn, nó phải khác. Mình đức tin không thể dậm chân tại chỗ. Đức tin mà dậm chân tại chỗ có nghĩa rằng chúng ta đang thất bại. Chúng ta không có đức tin. Vì vậy, đức tin ngày hôm nay mình thấy Chúa như vậy, nhưng ngày mai mình cần cái loại đức tin để mình thấy Chúa khác hơn. Mình thấy Chúa rộng hơn, thấy Chúa ở khía cạnh khác. Các môn đồ đã thấy Chúa trong việc đuổi quỷ. Các môn đồ đã thấy Chúa đang ngủ ở trên biển mà Chúa quở một cái biển yên lặng và gió yên lặng. Môn đồ thấy đức tin có cái đó. Nhưng mà bước qua một giai đoạn khác, các môn đồ cần có cái đức tin để nhận ra công việc vĩ đại khác mà Chúa muốn làm, đang làm.
Cho nên để chúng ta thấy được cái sự gọi là những điều lớn và khó và những điều chúng ta chưa từng biết đó, thì đức tin của chúng ta nó cần phải phát triển liên tục. Nó không thể dừng tại chỗ được. Ngày hôm nay như vậy, nhưng mình ngày mai mình cầu nguyện: Chúa ơi, hôm nay Chúa cho con thêm đức tin cho con, để con thấy được những việc lớn và diệu kỳ ở trong cuộc đời của chúng con ngày nay, ngày hôm nay. Nếu mình không có cái tâm tình đó, đức tin của mình nó cứ dậm y tại chỗ. Mà khi đức tin nó dậm y tại chỗ đó, thì xác thịt nó sẽ trôi dậy. Bản chất của con người, thiên nhiên của mình, nó sẽ trôi dậy. Sức lực của mình, khả năng của mình, nó sẽ trôi dậy. Thay vì mình tiếp tục tin cậy và đầu phục Chúa. Vì vậy cầu nguyện xin Chúa nâng đỡ chúng ta chỗ này. Nên nhớ rằng qua cái bài học, các môn đồ ngạc nhiên chỗ này, các môn đồ bị mất trí, không hiểu được chuyện gì xảy ra, không biết là chuyện gì nó đang xảy ra vậy nè. Có nghĩa rằng là môn đồ cần phải có thêm cái lợi đức tin để môn đồ nhận diện ra công việc của Chúa. Và chúng ta cũng vậy, ngày hôm nay chúng ta cũng cầu nguyện: Chúa ơi, hôm nay thứ bảy, ngày 17 tháng 8, con cầu nguyện xin Chúa thêm cho con cái đức tin để con nhìn thấy những sự mầu nhiệm của Chúa đang làm ở trong đời sống của con hàng ngày. Quyền năng của Chúa đang hành động ở giữa chúng ta hàng ngày. Đừng ai đánh mất cái đức tin này. Đừng ai để rơi cái chỗ này. Công việc quyền năng của Chúa luôn hành động ở giữa chúng ta hàng ngày. Vì vậy, hãy tiếp tục sống bằng đức tin để mình thấy được cái sự mầu nhiệm đó. Để rồi mình không phải bị mất trí đi, nhưng mà mình có những ngày rất là ngọt ngào với Chúa, rất là vui mừng, rất là thỏa lòng với Chúa trong từng cái nan đề, trong từng cái thách thức, trong từng cái khúc quanh, trong từng công việc. Cho nên cầu nguyện xin Chúa cho mình điều đó, sống với điều đó, để mình từng trải hầu đức tin của mình nó cứ tiếp tục thêm lên và thêm lên. Tôi đặt ra một câu hỏi: chúng ta có thể chia sẻ một về một cái trải nghiệm nào đó đã giúp đức tin của chúng ta phát triển mạnh mẽ hơn không? Nếu ai đó hỏi rằng: chị Trang ơi, chị có thể chia sẻ một cái kinh nghiệm mà chị đã từng kinh nghiệm, mà cái kinh nghiệm đó nó đã làm cho đức tin của chị phát triển hơn và mạnh mẽ hơn. Chị có kinh nghiệm đó không? Chúng ta có kinh nghiệm đó không? Dạ, nếu... có một chút. Dạ. Nếu có, đó là phước hạnh của chúng ta. Nhưng mà đừng lấy kinh nghiệm của mấy chục năm về trước. Đừng lấy kinh nghiệm của 2-3 tuần trước. Nhưng hãy lấy kinh nghiệm ngay hôm nay, ngày hôm qua. Có không? Hay là mình chỉ sống lâu lâu mới có một lần? Mà lâu lâu mới có một lần nó chưa chắc gì nó là đức tin. Đôi khi nó là cảm xúc của mình. Đôi khi nó là một sự ngẫu nhiên nào đó. Nhưng mà nếu nó là một công kinh nghiệm của đức tin, thì nó luôn luôn cho chúng ta sẽ kinh nghiệm thêm hàng ngày, hàng ngày. Đôi khi hàng giờ mình cũng thấy được cái kinh nghiệm của đức tin đó ở trong đời sống của mình. Nên ước ao rằng chúng ta kinh nghiệm được điều này ở trong đời sống của mình. Nếu nói rằng ngày hôm qua mình có kinh nghiệm gì mà để đức tin của mình lớn lên hơn, hơn ngày, hơn không? Mình có ngày hôm qua mình có kinh nghiệm nào không? Hay là mình cứ nuôi hoài cái kinh nghiệm nào đó mấy chục năm về trước, bây giờ mình cứ lôi lại tới ra lui hoài? Không, có kinh nghiệm nào ngày hôm qua không? Có một cái gì tươi mới ngày hôm qua không? Có cái gì mà làm cho đức tin của mình tăng trưởng ngày hôm qua không?
hay là ngày hôm qua mình nhịn đói cho đức tin mình nó không lớn, hay là ngày hôm qua Chúa đi vacation rồi cho nên quyền năng của Chúa không có, hay là nguyên tuần qua Chúa bận quá, Chúa không quan tâm đến chuyện này cho nên không làm chuyện này, cho nên quan tâm đến cái người khác chứ không quan tâm đến tôi, cho nên tôi không có tăng trưởng mạnh mẽ gì trong đức tin. Để ý điểm đó trong đời sống của mình. Một người giúp tôi đọc ở trong Sử Ký nhất đoạn 16 câu 2. Sử Ký nhất đoạn 16 câu 2. Mình đọc câu này, câu Kinh Thánh nữa rồi mình hoàn tất câu kinh, mình hoàn tất bài này. Dạ, Trang được đọc một sư. Dạ. Sử Ký nhất đoạn 16 câu 2. Khi David đã dâng của lễ thiêu và của lễ bình an xong, bèn nhân danh Đức Giê-hô-va chúc phước cho dân sự. Dạ. Sử Ký nhất đoạn 16 câu 12, xin lỗi chị. Câu 12, dạ, trong đọc câu 2. Dạ, dạ. Hỡi dòng dõi của Israel là đầy tớ Ngài, hỡi con cháu của Gia-cốp là kẻ Ngài chọn. Hãy nhớ lại công việc màu của Ngài đã làm, nhưng phép lạ Ngài và lời xét đoán của miệng Ngài. Yeah. Lời Chúa kêu gọi con dân Chúa làm gì? Hãy nhớ đến các phép lạ mà Ngài đã làm. Hãy nhớ đến các phép lạ mà Ngài đã làm. Các phép lạ và các sự đoán xét của miệng Ngài. Chúng ta có thấy sự can thiệp của Chúa ở trong cuộc đời của mình. Ta có thấy những phép lạ mà Chúa làm hàng ngày trong đời sống của mình không? Chúng ta có thấy sự đoán xét của Chúa bằng miệng của Ngài phán với chúng ta hàng ngày không? Hay là mọi sự chúng ta làm bằng năng lực của mình? Hãy nhớ lại. Phép lạ Chúa làm cho cuộc đời chúng ta là gì? Có phải biến cái răng của mình tự nhiên từ cái răng bằng sứ này nó trở nên cái răng vàng không? Đó là phải phép lạ không? Có phải phép lạ là bởi vì cái chân bị gãy rồi Chúa làm lại cho nó hết gãy không? Có phải đếm những điều đó không? Nó cũng có thể có. Nhưng mà phép lạ lớn nhất cho cuộc đời của chúng ta là gì? Cứu rỗi. Mỗi một ngày mình còn sống trong sự cứu rỗi của Chúa, đó là một phép lạ. Chúng ta cảm ơn Chúa mỗi một ngày chúng ta vẫn còn hợp lặng trong ân điển của Chúa không? Chúng ta có cảm tạ Chúa, có tâm thấy tại sao ngày hôm nay cả một thế giới như vậy mà mình lại được như vậy? Có những người than phiền về hoàn cảnh sống của mình. Cũng có. Nhưng cầu nguyện sống bằng sự tiếp trợ của Chúa đi. Quý vị ơi, tôi thấy tất cả những người mà ngửa trông vào sự tiếp trợ của con người đó, không bao giờ quý vị thấy đủ. Và khi ngửa trông vào sự tiếp trợ của con người mà không được đáp ứng đó, chúng ta sẽ giận, chúng ta sẽ bực, chúng ta sẽ cay đắng hoàn cảnh. Chúng ta sẽ trách móc. Nhưng hãy ngửa trông về sự tiếp trợ của Chúa đi. Mình sẽ thấy những cái phép lạ đó nó xảy ra hàng ngày. Nên thưa quý vị, cầu xin Chúa thương đến chúng ta, để chúng ta sống bằng phép lạ của Chúa hàng ngày trên đời sống của mình. Chúa tiếp trợ chúng ta đầy đủ.
Chúa mở đường cho chúng ta đầy đủ. Cho đến khi nào chúng ta thật sự đầu phục Chúa kìa, chúng ta mới kinh nghiệm được điều đó. Còn nếu chúng ta cứ ngửa trông vào người này, trông đợi vào người kia, dựa vào sức lực của mình, dựa vào năng lực của mình, chúng ta không thấy được những phép lạ mà Chúa muốn làm cho đời sống của mình. Hãy nhớ lại các phép lạ mà Ngài đã làm, mà mình có kinh nghiệm đâu nhớ. Tại sao có những người không bao giờ biết ơn? Là bởi vì không nhớ ơn. Cho nên càng nhớ ơn thì chúng ta càng kinh nghiệm được ơn Chúa làm cho. Càng biết ơn thì chúng ta càng tiếp tục nhận lãnh những cái ơn để chúng ta sống. Một người không biết ơn là một người vô ơn, là không bao giờ nhận lãnh gì thêm nữa hết. Nhưng mà một người biết ơn luôn luôn được nhận thêm. Được nhận thêm. Và càng nhận thêm thì càng biết ơn. Amen. Cho nên quý vị ơi, bắt đầu đếm đi. Đếm những cái phép lạ nhỏ nhỏ nó đang xảy ra trong cuộc đời của mình hằng ngày. Bắt đầu nhìn vô đó. Nó bắt đầu từ sự cứu chuộc của mình. Hãy bắt đầu đếm đi. Mở mắt ra là bắt đầu đếm những cái ân huệ đó đi. Cảm tạ Chúa về những cái phép lạ đó đi. Hãy nhớ lại ngày mình được cứu như thế nào. Hãy nhớ lại ngày hôm qua mình được cứu như thế nào. Hãy nhớ lại ngày hôm qua mình được sống trong ân điển của Chúa ra sao. Hãy nhớ lại ngày hôm qua mình đã được tha thứ như thế nào. Hãy nhớ lại ngày hôm qua Chúa đã làm gì cho mình. Còn cái chuyện hôm qua hôm kia, đời này đời kia, chuyện của họ, ngày hôm qua Chúa đang làm gì cho mình. Nếu mà không thấy điều gì, Chúa ơi tại sao con không kinh nghiệm được điều gì ngày hôm qua vậy? Điều gì ngăn trở con? Điều gì khiến con không kinh nghiệm chuyện gì ngày hôm qua giữa con với Chúa? Tại sao vậy? Ồ thưa quý vị, cứ làm như vậy, sống như vậy đi. Chúng ta sẽ thấy tuyệt vời. Mình đọc một câu kinh thánh trong suốt Ê-díp-tô ký đoạn 14 câu 13 rồi mình cầu nguyện. Suốt Ê-díp-tô ký hả mục sư? Dạ, suốt Ê-díp-tô ký đoạn 14 câu 13. Dạ, tôi xin phép được đọc rồi. Môi-se đáp cùng dân sự rằng: chớ sợ chi, hãy ở đó, rồi ngày nay sẽ xem sự giải cứu Đức Chúa Giê-hô-va sẽ làm cho các ngươi. Vì người Ê-díp-tô mà các ngươi ngó thấy ngày nay thì chẳng bao giờ ngó thấy nữa. Yeah, cảm ơn Chúa chỗ này. Lời Chúa dạy chúng ta hãy đứng yên đó. Và nhìn xem, sự giải cứu của Đức Giê-hô-va sẽ làm cho các ngươi ngày này. Cầu nguyện xin Chúa cho chúng ta kinh nghiệm được Chúa can thiệp vào, Chúa giữ phần vào đời sống của chúng ta liên tục. Cầu nguyện xin Chúa bước vào trong cuộc đời của chúng ta liên tục. Cầu nguyện xin Chúa ở trong cuộc đời của chúng ta để sóng gió và mọi thứ nó đang tra tấn cuộc đời của chúng ta sẽ lắng đọng xuống. Và cầu nguyện xin Chúa cho chúng ta tiếp tục mời Chúa hiện diện và tiếp tục nhờ cậy, tiếp tục bước đi và tiếp tục sống nối kết với Chúa để chúng ta không bị mất trí ở trong những cái kinh nghiệm mà Chúa muốn làm cho đời sống của mình. Chúng ta không ngạc nhiên đến nỗi mất trí, ngạc nhiên bởi vì nghi ngờ, ngạc nhiên bởi vì cứng cỏi, ngạc nhiên là bởi vì chúng ta đang dường như dựa vào khả năng và sức lực của mình. Nhưng chúng ta sẽ rất nhẹ nhàng đầu phục và
kinh nghiệm, đứng yên trong đợi để kinh nghiệm sự giải cứu của Chúa cho đời sống của mình. Và chúng ta bắt đầu tập tành lắng lòng mình xuống để bắt đầu đếm lại những phước hạnh mà chúng ta có được, những phép lạ mà Chúa đang làm trong đời sống của chúng ta. Đừng trông đợi những phép lạ tà lao. Có những người cầu nguyện: Chúa ơi, Chúa khiến cái răng của con trở nên cái răng vàng. Chứ vậy? Nó có cần thiết không? Cho nên xin Chúa thương đến chúng ta, để chúng ta biết đầu phục Chúa ở trong mọi khía cạnh của cuộc đời mình, mọi lãnh vực của cuộc đời mình. Hãy mời Chúa giữ phần vào. Đừng để tự mình chống chọi, rồi đến một lúc mình chỉ biết nhờ đến khả năng của mình thôi. Mình không thật sự đầu phục Chúa. Mình cầu nguyện. Amen. Cảm tạ Chúa. Amen. Một người nào cầu nguyện trước khi mình nghe anh Sunny hát một bài? Dạ. Lạy Chúa, ngày này chúng con đến với ngày tôn danh Chúa Jesus. Chúng con cảm ơn Ngài vì lời cho chúng con có thể dần lời dưới bộ chân của Ngài, để chúng con học lời của Ngài thông qua tôi tớ của Ngài về lời sư phước làm. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa cho chúng con học vừa trong đoạn tôn danh này. Chúa Chúa hãy bước vào trong trách nhiệm chúng con, trong cuộc đời của chúng con. Hãy bước vào trong những lĩnh vực mà Chúa ơi, những lĩnh vực đó chúng con cần có Ngài can thiệp vào. Xin Chúa hãy giúp đỡ chúng con có thể lấy đức tin đơn sơ mà chúng con tin chạy ra. Chính Chúa, chính quyền năng của Ngài sẽ tác động, sẽ thay đổi cuộc đời của chúng con. Con cảm ơn Chúa. Xin Chúa hãy giúp đỡ cho chúng con để chúng con đạt được đức tin trong Chúa. Để chúng con có thể, Chúa, chúng con tỉnh thức của chúng con cầu nguyện nữa. Để chúng con thấy được những công việc vĩ đại mà Chúa mà đã hành động trên cuộc đời của chúng con. Xin Chúa giúp đỡ để đức tin của chúng con càng ngày càng tăng trưởng hơn nữa mỗi ngày. Con cảm ơn Chúa. Xin cho chúng con kính nguyện Chúa mỗi ngày càng tươi mới hơn nữa trong lòng được. Và Chúa hãy chúc Chúa và chúc đại và nhắc nhở chúng con để chúng con luôn cạnh sức vui của mình, hay để chúng con luôn cạnh nơi lời người hiện tại. Và chúng con biết chắc rằng khi mà chúng con luôn cạnh nơi vậy thì chẳng được lòng mình, và chúng con sẽ Chúa lấy những sự đau đớn và thất vọng nữa Chúa ơi. Xin Chúa hãy giúp đỡ mọi người ban ơn cho chúng con để con được thay đổi, để con càng ngày càng luôn cạnh được còn ngày nhiều hơn được. Con cũng cầu nguyện chúc phước cho tôi tới của Chúa một sự lạ. Chúa này tiếp tục gia ơn cho ông, gia cho ông trong được sự khôn ngoan từ nơi Chúa, sự giản dị để ông thể công bố đời của Ngài một cách mạnh mẽ như sấm chì. Con cảm ơn Chúa. Nguyện Chúa mà vận hành Ngài tác động tới đời sống của các thể nhân chúng con, và chúng con hiệp lòng với nhau trong sự cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn thầy Khoa. Chúa ban phước cho thầy Khoa, Chúa ban phước cho quý vị trong lời của Chúa. Chúa ở cùng chúng ta mỗi người qua lời của Ngài. Rồi chúng ta nghe anh Sunny tôn vinh Chúa một bài thánh ca, rồi chúng ta qua cái phần kế tiếp. Tôi sẽ giao lại. Bữa nay anh Dũng Lữ không có phải không? Anh Dũng Lữ vô rồi hả? Anh Dũng Lữ có host được không? Nếu không thì không sao, để tôi lo luôn cho, không sao. Đang lái xe ha. Rồi, mời anh Sunny. Dạ, thưa kính cảm ơn mục sư. Trước hết tôi được xin phép tôn vinh Chúa bài này. Có thể mời cô Dân Phương đưa cái bài nhạc, cái lời nhạc lên thôi. Cho một số người có thể không biết cái lời nhạc đó. Nhiều khi tôi ca giọng nó không có được rõ ràng, cho nên cái bản nhạc này thì tôi thấy rất là được cảm động những lời của bản nhạc này, cho nên tôi lấy cái sự cực kỳ can đảm để mà lên đây để ca tuy ca không hay nhưng mà tôi cũng có mời cô Bích cùng ca với tôi, cùng hai vợ chồng cùng tôn vinh với nhau. Thì cậu nói cậu sẽ back tôi up, có gì cậu nếu bà hát nhỏ là bà hát nó không được giọng thì có tại vì có thể cổ trong đó,
cho nên xin quý vị thương xót giùm cho. Trước hết tôi xin ca bản nhạc này ra thì tôi có xin phép được đọc câu Hebrew đoạn 13 câu 7. Tôi xin phép được đọc: hãy nhớ những người dẫn dắt mình là người đã truyền giảng lời Đức Chúa Trời cho mình. Hãy xem xét kết quả cuộc đời họ và bắt chước đức tin họ. Tôi xin thầy một lần nữa, tôi xin đọc một lần lại là một lần nữa. Hãy nhớ những người dẫn dắt mình là người đã truyền giảng lời Đức Chúa Trời cho mình. Hãy xem xét kết quả cuộc đời họ và bắt chước đức tin họ. Sau đây kính mời quý vị ca Dân Phương, nhờ Dân Phương đưa cái lời nhạc lên Dân Phương. Cảm ơn Dân Phương. Ok. Một người đi ra truyền rao, mang tình yêu đến cho muôn người. Một đời hy sinh tận hiến cho niềm tin. Và thời gian dẫu có hoa màu, mà mái tóc dẫu có bạc màu, thì người vẫn đi mang chân lý đến mọi nơi. Hầu việc Cha trên trời cao là niềm vui sướng trong cuộc đời, là người luôn luôn dạy khuyên tôi nào quên. Hầu việc Chúa dẫu lúc gian truân, nhờ cậy Chúa chớ có nan lòng, và luôn vững tin ta ơn Chúa trong mọi điều. Tôi sẽ hát lên cho tâm lòng người hầu việc Chúa. Tôi sẽ hát lên vì trần gian có nhiều tội nhân. Tôi sẽ hát lên cho tâm lòng người hầu việc Chúa. Chọn cuộc đời dựng xây vươn vớt Chúa trời. Tôi quyết mãi khắc ghi lời dạy dấu trong trái tim này. Nguyện xin Chúa Cha luôn ban phước cho người bình yên. Khúc này là đờn giáo. Có giáo đờn luôn ha. Một người duyên giáo mang tình yêu đến cho muôn người. Một đời hy sinh tận hiến cho niềm tin. Và thời gian dẫu có hoa màu, và mái tóc dẫu có bạc màu, thì người vẫn đi mang chân lý đến mọi nơi. Hầu việc Chúa trên trời cao là niềm tin vui sướng cho cuộc đời, là người luôn luôn dạy khuyên tôi nào quên. Hầu việc Chúa dẫu lúc gian truân, nhờ cây Chúa chớ có nan lòng, và luôn vững tin ta ơn Chúa trong mọi điều. Tôi sẽ hát lên cho tâm lòng người hầu việc Chúa. Tôi sẽ hát lên vì trần gian có nhiều tội nhân. Tôi sẽ hát lên cho tâm lòng người hầu việc Chúa. Chọn cuộc đời dựng xây vươn bước Chúa trời. Tôi quyết mãi khắc ghi lời dạy dấu trong trái tim này. Nguyện xin Chúa Cha luôn ban phước cho người bình yên. Tôi quyết mãi khắc ghi lời dạy dấu trong trái tim này. Nguyện xin Chúa Cha luôn ban phước cho người.
Cảm ơn Chúa, cảm ơn Sunny. Không có bà bé bác cấp chắc không biết anh đi tới đâu nha. Bởi vì